Xin chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn học sinh sinh viên. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hưng, sinh viên của Đại học EDIC và mã số sinh viên của em là CV021HP017. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về keyword chính của môn phát triển thương hiệu. Đó chính là giá trị. Đó, cái giá trị là cái nó luôn luôn quan trọng, luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Bất kể chúng ta sống ở trong xã hội này, muốn thành công, muốn thành đạt, muốn mọi người biết đến chúng ta, muốn xây dựng doanh nghiệp hoặc là muốn phát triển bản thân cá nhân, đó phát triển thương hiệu đấy, đó chúng ta đều phải gắn liền với giá trị. Giá trị là một thứ rất là quan trọng mà chúng ta sẽ cần phải đặt lên bàn cân, và nó là cái thứ đầu tiên mà chúng ta sẽ phải gây dựng để mà xây dựng một cái thứ gì đó. Vì chúng ta cứ mang lại giá trị đáp ứng được cái nhu cầu cho càng nhiều người, đó càng nhiều người trên xã hội, trên thế giới này càng tốt, thì chúng ta sẽ vừa nhận lại được cái thứ nhất là cái giá bán nó sẽ được rất là cao, được mọi người trả tiền cho chúng ta sẽ được rất là nhiều tiền. Cái thứ hai là chúng ta sẽ được rất là nhiều người biết đến chúng ta, họ biết đến tên thương hiệu chúng ta, họ tin tưởng sử dụng. Hai cái thứ đó nó cứ liên kết vào nhau, dần dần chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển, nhưng mà cái giá trị đó sẽ càng ngày càng mang lại cho mọi người nhiều hơn. Thì đó là về cái keyword giá trị của môn phát triển thương hiệu.